Hey, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Mình là Vin Kung Fu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tập luyện về võ Taekwondo theo cấp độ đai đẳng mà chúng ta đang theo, như các bạn đang theo dõi tập luyện như bài 1, bài 2 rồi. Hôm nay mình xin mời các bạn đến với bài số 3. Chúng ta bắt đầu tự học Taekwondo tại nhà. Bình thường thì các bạn cần phải đến lớp học, nhưng mà hôm nay, nhưng mà bây giờ mình đang làm một cái series này để giúp cho các bạn nào không có điều kiện, hoặc là bạn bị vấn đề thời gian, hay là về vật chất, hay là không có điều kiện, nói chung là không có điều kiện đi học, thì chúng ta có thể tập luyện tại nhà về những kiến thức căn bản nhất của Taekwondo. Mời các bạn đến với bài số 3 hôm nay để chúng ta cùng tập luyện. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is. Butterfly, baby, you give me feel that
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.
Rồi vừa xong chúng ta đã tập xong bài số 3 về những kỹ thuật rất là căn bản trong môn Taekwondo. Bạn ráng mỗi ngày tập dành ra tầm 10 phút hoặc là 5 phút thôi. Bạn tập 1 hiệp thì 5 phút mà bạn tập 2 hiệp thì 10 phút để ngày càng cái trình độ kỹ năng võ thuật của bạn ngày càng được tôi luyện, ngày càng rèn luyện và nâng cái cao cái level của bạn lên thì chắc chắn bạn sẽ giỏi nha. Nếu bạn kiên trì và nỗ lực. Chúc bạn tập luyện vui. Tạm biệt và hẹn gặp lại.